mình nói cái chuyện, bây giờ mình nói cái chuyện độc ác thế này nhé, không có cái người nào độc ác bằng cái gia đình. Tôi nhìn những người Việt Nam ở Mỹ, mình ở Mỹ mình nói vậy, độc ác bằng cái cách, bằng cái độc ác, bằng cái sự độc ác của nhà Hoàng Cơ Minh. Ông Hoàng Cơ Minh ông chết mà nghe này, ông có vợ, ông có con, ông có anh có em, không có một người nào được để tang. Tất cả một trong nhà nó ruột thịt đó, đều ra mặt lừa dối. Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vẫn lãnh đạo cuộc chiến tranh để giải phóng Việt Nam, trong Việt Nam mười mấy năm rồi, 14 năm sau mới rồi đó. Để mình thưa với anh cái này nè, không phải một người lừa mà họ lừa tất cả mọi người. Anh em trong nhà, anh em ruột trong nhà nó lừa được, nó coi không ra gì, ruột thịt nó không coi ra gì. Tôi nói nghe là mấy ông đảng viên ngoài này, mấy cái thằng theo lưng, mấy cái ông mà theo đuổi, mà được mấy ông rắc mũi thì nó không coi ra gì cả. Đó là cái chuyện mà rất là không may cho cái người Việt Nam rồi. Những người qua sau này, người sau bắt trước người trước, cứ nghe lời mấy ông. Thằng bố truyền cái độc cho thằng con, thằng con truyền cho thằng cháu ba đời rồi chứ không phải không. Đó là một cái điều mà tội. Một cái là thế này, là tội, là biết tội nghiệp cho những người Việt Nam mới qua sau này cứ níu lấy cái lá cờ vàng, cứ níu lại những lời mà nói dối, đèm xẻ, nói dối, nó gạt độc ác của mấy cái gia đình đó. Mình không nói, mình không nói người nào cả, mình không dám kêu cái gia đình nào ra, mình chỉ kêu cái gia đình ông Việt Tân ra, của ông Hoàng Cơ Minh ra. Cư xử với nhau, cư xử với người ruột thịt của mình đã tệ. Tôi nói anh nghe, mấy cái thằng ở ngoài này, cả cái anh em đồng chí của chúng nó ngoài này, nó coi là không ra cái gì đâu, không có ra cái gì hết. Và cái niềm, và cái sự thù hận nó được kéo dài từ đời bố mấy đời rồi. Bây giờ mình trở lại gia đình của Hoàng Cơ Minh mấy đời, tới giờ này đó, thằng bố truyền cho thằng con. Thằng con bây giờ là cái ông gì đó, cái ông Hoàng điềm gì đó. Đấy, mấy ông con. Rồi ông con đó, tôi bảo đảm với anh là có những cái thằng con của Đỗ Hoàng Điềm, của Hoàng Tứ Duy, của thằng này thằng kia, là nó cũng lặp lại y chang những cái lời của ông nội, ông ngoại, ông rồi của bố nó lặp lại, là giải thể, giải phóng cái quỷ cái đản gì đó Việt Nam, xây dựng là cùng một cuộc chiến, nữa là nuôi dưỡng hận thù anh. Cái thằng cái những người đó là những người chỉ biết nuôi dưỡng hận thù và lừa gạt, lừa dối. Cái căn bản của nó đó, cái căn bản của họ thế này nè, lừa dối, chia rẽ và phản bội. Cái đó là cái đặc tính của cái gia đình đó, và đó là cái đặc tính của cái anh em của mình ngoài này, mà khi mà còn quần tụ lại dưới lá cờ vàng Việt Tân, họ có khả năng rất là cao, họ xiển dương những cái điều mà rất là sai trái, mà em rất nhiều người nghe điều đó là điều rất là tốt nhất. Em có nghe một cái lớp mà thằng Điềm á, nó nói về cái kỹ thuật để mà nổi loạn. Em có nghe nó nói một lần mà em phải dựng tóc gáy. Đấy đó. Con người đó. Em biết không, tụi đó là một người mà những người mà có rất là có đầu óc và rất là có khả năng. Nó có khả năng và đầu óc và nó có khả năng về tiền bạc. Đấy, nó, mình nói chưa, mình nói vậy. Đó, em có nghe một lần em phải dựng tóc gáy. Em nói chứ. Em nói chứ đất nước này là may mắn cho đất nước của Việt Nam mình là có một chính phủ tốt. Yep. Chứ nếu mà mình mà yếu á, thì em nghĩ Iraq với lại Iran với lại Ukraine bây giờ là sẽ xảy ra. Nhưng mà nó cái khổ đây là chính người Việt mình lại chém nhau. Cứ lúc mà em có gặp một lúc mà em ở Georgia, ở Marietta đó, okay, thì em có gặp một ông đó cũng đi tù cũng được 4-5 năm gì đấy, thì ông không phải qua HO, ông đi vượt biên. Thì ông có vẻ hận thù lắm. Thì có một hôm em mới nói chuyện với ông, thì em mới nói chứ ông nói về cộng sản nó ác với ông thế này, nhốt ông thế kia. Thì em mới nói với ông như vậy, ví dụ giống như anh theo ông Hoàng Cơ Minh, anh về anh chiến thắng, em ví dụ anh chiến thắng thì anh làm gì với những người cộng sản? Thì hắn tuyên bố là hắn giết hết từ ba đời. Em nghe em khủng khiếp quá. Em mới bảo chứ họ mới nhốt anh có mấy năm mà anh đòi giết người ta ba đời, thì
anh nghĩ anh còn kinh khủng hơn cộng sản. Nếu anh nói như vậy là cộng sản như vậy, nhưng mà anh, cho nên em từ đó em không bao giờ dám, em không bao giờ dám mà cứ nhìn thấy thời kỳ năm 1900, tại anh Phượng biết năm 86, 85, 86, 87 là chúng nó hùng hồn lắm, chúng nó hùng hổ lắm. Đến khi mình đang ngồi ăn bát phở mà nó đưa cái tô ra, nó nói rằng bỏ tiền, mà mình bỏ tiền là mình bỏ mẹ với nó. Thì lúc đó đó em mới tránh, phải tránh. Em nói chứ tính mình là thanh niên mà mình cứ gặp cái cảnh này rồi quại lên rồi có ngày chết. Rồi nó đưa ra cái gì Việt Nam Hưng Quốc Đảng, con khỉ đó là cái cánh tay của Tân Vị Việt Tân, nó giết mấy cái ông nhà báo. Ui khủng khiếp lắm, nó cũng là khủng bố đó chứ không phải đùa. Đúng rồi. Cho nên cho nên em mới nói với mọi người á, khi mà mình nhìn thấy những cái chuyện đó mà các anh mà đi vào thì anh, em nói bạn em như thế này mà bạn em cứ cười em mãi. Đến đến 40-30 năm sau hai anh em gặp nhau, ông còn nhắc câu này. Ông nói chứ mày nói với tao là mấy cái thằng đảng của Hoàng Cơ Minh á, mà mỗi buổi sáng ra nó cười, nó nhìn gương nó cười, nó khen cái hai cái răng nanh nó đẹp. Thì bạn em cứ nhắc hoài, nói mẹ cái thằng này nói rằng là cái bọn mà theo Hoàng Cơ Minh buổi sáng nó nhìn vô cái gương nó cười, cái nó nhìn hai cái răng nanh, nó khoe cái hai răng nanh ra, thì nó bảo hai cái răng nanh tao sao hôm nay đẹp thế. Tụi nó là quỷ chứ không phải người đâu. Cho nên cái thời kỳ em ở em biết mà. Khủng hoảng. Đấy đó thì nhưng mà rồi đấy là cái chuyện mà nó làm cho mình mặc dù làm cho những người Việt Nam ở ngoài này đó, tôi thì không biết đó. Bây giờ tôi không có kể tôi nữa, tại vì tôi ở đây tôi nghe từ đầu muốn cuối mùa rồi, thì tất cả mọi thứ nó đến nó với mình, nó làm chỉ là những cái tiếng động thôi, chứ nó không có giá trị mẹ gì cả. Nhưng mà tội nghiệp với những người qua sau này. Em thật sự những cái người mà qua sau em không tội nghiệp, em tội nghiệp cho những người Việt Nam đang sống trong cái nền ấm chăn êm mà lại cứ đi đòi đi đấy. Làm với chuyện vớ vẩn, em cứ tội nghiệp cho. Đúng giống rồi. Giống như có một thằng trẻ nó chạy xe Grab thôi. Ok. Thế là nó nói về những cái chuyện thì chú ơi, thế này thế kia, cộng sản thế này thế kia. Cháu là đại học thế này thế kia. Thì em nói nó sao, anh biết không? Nói tao có thằng người bạn. Ông lấy được bằng tiến sĩ ở bên Mỹ mà ông cũng thất nghiệp. Thì cái chuyện mà thất nghiệp thì em nói với nó là con ạ, có tất cả các trường trên thế giới người ta chỉ có bảo đảm cho con cái kiến thức, chứ không ai bảo đảm cho con có công ăn việc làm khi xong công việc cả. Mà cái đó là do cái nỗ lực của con. Con đừng có trách nhà nước, trách ai, con phải trách con á. Con có nỗ lực chưa? Nhưng mà thấy giờ con, bác thấy con cứ đổ cho cái cho người này, cứ đổ cho người kia, con không chịu nhìn con là con như thế nào. Đến chính chú đây, chú có là doanh nghiệp mà chú còn thấy ghét nữa, chứ đừng có nói cỡ mày mà vào công ty của tao chắc ngày đầu ngày thứ hai tao đuổi á. Mày không có cái chỉnh chu gì sao mày làm được, mày có kiến thức nhưng mà không có nhà trường nào bảo đảm cho mày đi ra là mày có việc làm ngay đâu. Mình ta chỉ có truyền được rồi thụ cái kiến thức của mày, không có một cái nhà nước nào dám nói rằng tao đến đây để lo cho tất cả những đứa học xong ra trường là có việc làm. Không có ai có bảo đảm cho mày cái việc đó, do mày. Mày cứ ngồi đó mày nói này, giờ tôi thấy mày đổ cho cả trăm cái ông đảng viên này nọ kia đó. Mày đổ thừa cái đó để làm gì, mày còn trẻ mà. Cái xong cái em mới nói nó, mày thấy không, tao á là nói doanh nghiệp cho tao đi bộ bỏ mẹ lên, chẳng lại cho tao đi đổ thừa ông nhà nước không cho tao để phát triển à. Mày nói chuyện buồn cười quá, nhưng mà cái đời nó là vậy đấy. Nhưng cho nên mà em chỉ tội cho những cái người mà ở hay là họ vẫn có một cái gì đó mà không, thế là mình mới mình tính tâm sự mà thấy cha già này sao kỳ quá vậy, cái gì họ vẫn có những cái tư tưởng kỳ cục trong họ, cứng đầu rồi mà họ không nghĩ cái chuyện của họ, mà họ nghĩ họ đổ lỗi đúng không ạ, họ đổ lỗi cho xã hội, họ đổ lỗi cho đủ thứ tùm lum, buồn cười lắm. Em nói với nó mày phúc cho mày, mày ở Việt Nam là mày còn có chiếc xe Grab mày chạy, còn mày ở bên Mỹ mày đổ lỗi mày ra ngoài đường mày đứng rồi con. Đúng rồi ra đường đứng rồi, ra đường đứng cầm tấm bảng rồi.
Bởi vậy cho nên em nói với anh nhé, cái mà cái con người mà khi nó đã tiêu cực rồi anh ạ, thì nó nhìn cái màu trời nó màu đen hết. Đúng rồi. Thế là bắt đầu là nói toàn là những lời màu đen. Cái lúc mà em tình cờ nhá, có lần em nghe tình cờ cái việc mà Việt Nam mình á, là tham nhũng, thì thằng Tân Thái á, nó chửi Việt Nam tham nhũng. Thì khi mình bắt cái ông gì mà đi tham nhũng ở Vinasin gì đó, cái đại khái rằng là chạy qua Đức rồi bắt về, thì nó cũng chửi luôn. Nó chửi luôn là tại vì Việt Nam này là bắt những người ta. Em không, em đó. Không đúng luôn. Chính chúng nó là cứ tát bên trái cái xong chúng nó tát vào mặt bên phải, nó tát bên phải xong nó lại tát vào bên trái. Thế là tại vì chúng nó lắm mày ơi. Ông này nó chửi vào cái gì kia, đó, cái gì nó cũng xuyên tạc được mà, cái buồn cười. Thì thế. Thì con người nó không bao giờ hài lòng với những cái chuyện mà nó đang có ấy nhỉ. Đúng rồi, nó không bao giờ hài lòng bất cứ một chuyện gì cả. Nó buồn cười lắm. À, thậm chí mà nó chống cộng mà nó chống mà đất nước Việt Nam mà nó nổ mà từ có cái nhà xong ra ngoài xe ngủ luôn, ngoài xe luôn không bay luôn, chạy luôn đúng không? Rồi rồi vợ bỏ rồi xong cũng chống rồi buồn cười lắm, nó chống là nó chống tất cả, ta còng lưng luôn mà nó khổ vậy đó. Vậy. Cho nên á, em còn nhớ cái ông gì mà ông chết rồi, ông gì mà ông nói chứ nếu mà ông mà làm tổng thống, ông làm lãnh đạo Việt Nam thì đất nước này phải làm hơn 100 lần hay 10 lần gì phát triển kinh tế. À, ông phải ông gì? Ông cái ông gì trên San Jose đó, ông gì người Bắc cao cao, ông gì đẹp trai cao lớn. Ông chết kỳ rồi đó. Ông có Covid quên mất tên đúng rồi, ông người Bắc. Ông đó là một trong những cái người mà chữa Covid đó. Người lắm. Đúng rồi, ông đó là. Họ ngáo rồi sao họ. Rồi cái em nghe câu đó xong cái em mới bảo với mọi người á, tao phải nói hơn ông đó cho để tao nổi tiếng hơn ông đó mới được. Mẹ tao là lãnh đạo đất nước đó, phát hiện một trăm. Nhưng mà sợ cái đó, mà nó nhìn tao nói đủ mẹ ông đang đi bộ, mẹ ông cứ bày đặt luôn. Cũng giống như em viết cho cái hàng Tuấn Bạch, em nói chứ mẹ nó là thằng tài xế taxi xe buýt, mà nó tưởng nó là tài xế phi thuyền. Ok, chào ông. Chào bác Cầm, chào bác Phượng, với lại chào ông Phương Văn Tùng nha. Ok, chào. Nói chuyện đi mình nghe nha. Ok. Giờ này còn ở ngoài ngoài đường nè. Trời ơi, ở Phật Thiết phải không? Dạ đúng rồi anh. Giờ này còn đứng ngoài đường kiếm sống nè. Vậy là mày có đổ hôn, mày có đổ lỗi nhà nước không? Dạ. Vậy có đổ lỗi nhà nước không? Không, cảm ơn nhà nước chứ anh. Nhà nước tạo điều kiện cho mình làm mà. Vậy thì được rồi. Phan Thiết mày ở đâu? Dạ. Mày Phan Thiết mày ở đâu? Dạ em ở Phan Thiết luôn. Biết rồi chứ nhưng mà thành ở chỗ nào của Phan Thiết? Đường nào? Ở xã Phong Lãm á. À, tao thì có, tao hay đi đến đường Trần Hưng Đạo, tao có người bạn tao ở đó. À, ở đường Trần Hưng Đạo thì nó, đường Trần Hưng Đạo nó qua 2-3 phường lận. Phường Phú Thủy, phường Đức Phú Thắng, Thủy. Phường... À, Phú Thủy hả? Phú Thủy hả? Ừ. À thì em đang đứng ở ngay chỗ đây là cái khu vực Phú Thủy nè. À, vậy hả? Dạ. Mày chạy xe lát mày làm gì? Dạ không anh à, em là em đấu thầu cái bãi xe công viên á, em giữ xe thôi. À, thế là cũng làm có công việc. Cái khu vực công viên này tối người ta có những cái trò chơi cho trẻ em á. Ừ, vậy thì rồi mình đấu rồi. Thầu mình giữ xe thôi chứ chẳng làm gì. Mai mốt cho nên Phan Thiết là đi kiếm mày. Dạ. Phải cảm ơn nhà nước chứ nhà nước ông không cho mình đấu thầu lấy gì mình làm. Thế rồi anh Cầm bây giờ anh sáng chưa? Chưa em, sáng nay trời nó lạnh quá, ngày hôm tối qua đổ tuyết thì ngoài trước dòm ra thấy nó một màu một hồ một màu xám xịt. Rồi cây lá rồi nó úa tàn rồi còn trơ que xong rồi tuyết nó bám trên thấy buồn bã sao đâu nó chát hiu quạnh quá anh hả. Cái ông cầm nghỉ già này đáng lý người ta ở bên đó 6 tháng mùa xuân rồi 16 tháng mùa đông lạnh lẽo người ta về Việt Nam chứ người ta rồi qua bên đây ta hưởng cái mùa xuân nó ấm áp cho ai mà đi qua đây cái mùa hè mùa đồ cái qua bên đó lại trúng cái mùa đông lạnh teo luôn. Không, đi là... hồi xưa thì còn ngại điều đó
như bây giờ hồi xưa anh ở nhà, cái nhà đó anh cho thuê rồi, cho nên vì đó anh không ngại, bởi vì xưa mà mùa đông không đi được là bởi vì còn hút lá cắt cỏ xúc tuyết tùm lum tùm la. Nhưng bây giờ mình cho thuê ở nhà rồi thì người đó họ làm, còn cái nhà anh đang ở này là anh cũng mua, nhưng mà cái nhà này là thuộc diện thao, nói chung là cái nhà dạng nhà của người lớn người già đó, thành ra vì đó là mình cũng không làm. Cho nên vì đó bây giờ thì mùa nào tao đi cũng được chứ không cần phải mùa đông và không cần phải mùa hè. Vậy đó, tại thằng này nó không biết, tại thằng này nó không biết lúc mà Covid bị cuồng chân cho nên mới chạy về. Đúng rồi, hôm trước ta có nói một lần là khi bị 3 năm trời cuồng chân cuồng cẳng, rồi xong khi mở cửa xong rồi ta dọt liền, vậy nó mừng quá mà. Thì về đó, rõ ràng bây giờ tao về đây rồi tao chán quá, bên này nó buồn bã rồi, xong rồi cái công việc thì mấy đứa con nó lo hết rồi, tao ở không rồi ăn rồi ngồi không rồi ăn ra hồi ngó. Nó chán quá, tao tính đi về trở lại, tính đi về Việt Nam nè, tháng 3, tháng 4 tao đi về trở lại nè, đó. Bởi vì ở đây ha, kiếm một người mà uống cà phê cũng hơi khó, được nói chung, rồi kiếm một người. Ông hứa là ông về, ông ra Phan Thiết, ông về quê hương, ông thăm nửa năm trọn, ông hứa ra Phan Thiết, ông nhậu với người thằng cháu, chờ hoài, chẳng thấy ra Phan Thiết, cũng chẳng thấy tới cây số 30 luôn. Chứ ông già thì cái chứ, chờ đợi, bắt cầm. Từ từ ta sẽ ra mày, mà mày lo gì, tao bò ra mà lo gì đó, tao ra tao vũ rủ Phương Đông Tùng ra nữa mà. Phương Tùng hả mày, từ Sài Gòn ra Phan Thiết đâu có xa, đâu có gần mà. Bây giờ cao tốc nó làm gần xong rồi mà, từ Dầu Dây đến Phan Thiết nó làm gần xong rồi mà. Không chắc qua sang năm mà bác cầm về lại là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây xong á. Xong lúc đó là một cái trong vòng một tiếng mấy là hai tiếng là tới thôi chứ gì. Chúng xong thôi, chứ có điều mà ra mày đi chợ mày mua đồ mồi về mà làm nấu nướng xong rồi tao ra tới gì đâu lo. Thấy hãy ông điện cái là tôi đi mua màu sẵn rồi là ra là cái bát cháo mình sáp vô luôn à. Xuống xe là vô quần quần thôi chứ có gì đâu đó. Đó. Mình nói đó là nói cái việc mà bác cháu chú cháu mình gặp mặt là tâm sự chuyện đòn, nhưng mà mình nói ra thì đúng là cái số anh bà con anh chị em mấy chú mấy bác ở bên đó họ cực đoan quá, họ xuyên tạc nhiều cái về đất nước Việt Nam mình không có đồng ý. Mình biết rằng là nói với bác Cầm với lợi bác Phượng với lợi chú Phương Đông Tùng đây thì mặt đất nước nó cũng có mặt những cái mặt còn hạn chế, mặt trái của cái kinh tế thị trường nó tạo cho nhiều cái tầng lớp nó giàu bất chính, rồi cộng thêm là có nhiều cái vấn đề mà cái chênh lệch giàu nghèo nó có, nó không phải như cái thời bao cấp ai cũng như ai, thì nhưng từ mà, cái chỗ đó có một số thành phần bất mãn, nhưng mà nó xuyên tạc quá thì mình bực mình ghét cái xuyên tạc thôi. Này nè, ta nói như thế này cho em hiểu. Bất cứ một nơi nào trên cái quả đất này thì cái chuyện giàu nghèo là có hết, không thể nào không có được. Nhưng mà cái người giàu ở Việt Nam với người nghèo của Việt Nam không có xa cách như người bên nước Mỹ đâu. Đúng rồi, họ không có phần nên không có cái chuyện mà ngày hôm nay mình phải nhìn một vấn đề như thế này. Cái mà những người mà cứ nói thích nói đó, theo em nghĩ không biết đúng sai, anh Cầm với anh Phượng, em nghĩ có một cái tổ chức nào đó nó tài trợ cho tụi này. Chứ nó không phải không đâu. Tại vì em ở nước Mỹ cũng 40 năm em biết đó, nếu mày không đi làm là cái nhà nó câu mày rồi. Mà có nhà rồi. Mà tại sao mày không đi làm, mày ngồi mày cứ ra rả trong 8 tiếng đồng hồ một ngày thì tiền đâu mày ra? Mẹ nó đâu có dám chống chính phủ nó đâu mà. Cái chuyện chống chính phủ nó thì mình không thèm nói. Mình tại vì tụi nó không có đủ trình độ. Không phải, tụi nó không đủ trình độ nói tiếng Anh để chống lại cái chính quyền của nó. Mình phải nói vậy, tại vì những cái thằng như là những cái thằng thằng Benny Trương thật sự ra nó đâu phải là luật sư đâu. Nó chỉ là một cái thằng gọi là mở ra cái văn phòng mà cho một thằng luật sư, phụ tá luật sư là làm giống những người mà mấy ông Việt Nam mà say rượu chạy xe hoặc ly dị, mấy bà là Việt Nam ly dị là không gì mà không biết tụ tiếng Anh. Thì nó mở cái văn phòng đó anh kia. Tại vì dạ đúng phụ rồi, tá phụ tá luật sư phụ tá cho người tư vấn không nó phụ tá tư vấn nói ra chữ phụ tá nó phụ tá oai phong vậy thôi, nói chữ phụ tá cho nó oai phong, nó chỉ là một người cái thức tỉnh cái mà người bắt mối dạ người cái mối nó dẫn mối
thì cái thằng đó nó là như vậy thôi. Vậy thôi. Thì nó như thế thôi mà. Thì những cái trình độ như thằng Thái, thằng Tùng Lê, những thằng vớ vẩn đó, nó chỉ nó nói là bởi vì nó thỏa mãn, có thể em nghĩ là có thể nó thỏa mãn cho những cái suy nghĩ bệnh hoạn của nó mà nó phải cần tiết ra, cũng giống như ăn no nó phải đi ỉa, thằng áo nó là như vậy. Nhưng mà những cái tư tưởng đó nó lại không xung thực bằng cái tình cảm của con người. Bởi vậy cho nên cái gì nó nói cũng được hết, mà cái đã nói là đã nói rồi mà. Thì cái chuyện ngày hôm nay á, đáng nhẽ ra anh em mình không nên đề cập chúng nó. Bởi vì đúng sao? Rồi. Mình càng nói á, thì người dân ta càng thắc mắc, người ta coi. Đó là như vậy. Chứ còn mà với lại cái thứ hai nữa, thì em thấy cái đó là cái cá nhân của em nha. Giống như cái, mấy cái thằng mà cuội á, nó làm xong nó vô tù, cái được cái vé bay qua bên Mỹ. Tại vì tụi nó cứ tưởng là bên Mỹ cái con gì nó được Obama tiếp. Là nó tưởng nó oai lắm. Nhưng thực chất đó chỉ là một cái hình thức, cũng giống như em nói với cái anh kia. Cái khi ông Võ Đại Tôn ông qua lại nước Mỹ thì cái bà thị trưởng của Port Arthur bà đưa cho ông Võ Đại Tôn cái chìa khóa để mà lúc nào muốn mở cửa thị trưởng lúc nào mới mở. Thì cái đó là chỉ câu phiến cho những thằng Việt Nam thôi. Thì em mới nói với ông á, địt mẹ nó đưa cho ông 10 chìa khóa, nó thay đổi cái chìa khóa cũng thế thôi chứ cái mẹ gì đâu. Mà ông vào đó làm mẹ gì quét nhà. Cái đó là thằng mà gác thị trưởng nó đánh bỏ mẹ lên nên giờ ông có cái chìa khóa ông dám vào ông mở. Thế nên là như vậy, nó chỉ là một cái thứ cái đò bịp bợm, mà hào nhoáng bịp bợm thế chứ chẳng phải là như vậy. Nhưng mà nó là như thế, nó muốn thỏa mãn như những cái gì mà nó cái tôi của trong người của nó. À, đúng rồi đó. Cho nên em mới nói rằng muốn mà gọi là hòa hợp thì phía mình phải có hòa giải. Cái thứ người thích là phải hòa giải. Hòa giải là không phải hòa giải với mọi người xung quanh, anh hòa giải chính trong cái lòng của anh á. Anh hòa giải là anh ở cái mình là như vậy, anh là phải như có sự, anh phải mở rộng lòng ra, anh phải đúng có rồi. Sự là thông cảm, anh có cái sự là thì bên đó mình mới đi vào cái luồng hòa hợp được. Anh đóng lại mà anh cứ bắt người ta phải hòa giải, anh người ta phải quỳ lại với anh, cái chuyện nó còn lâu. Làm gì có chuyện đó. Có chuyện đó. Mình thì mình nghĩ thế này nè, cái cuộc sống người ta đó thì cái quá khứ nó là một cái phần của cái cuộc đời của mình. Nhưng mà cuộc đời của mình sống là không phải sống ở trong quá khứ anh. Cuộc đời của mình sống là sống trong cái hiện tại, ngay bây giờ này. Và một chút xíu nữa là trong cái tương lai. Chút xíu nữa là tôi với ông Cầm phải đặt vấn đề cả. Má, chút xíu ăn cái gì đây nè. Không biết ăn cái mẹ gì nè. Buổi sáng nào đây không có thức ăn. Ở đây mình nói thiệt, mình là buổi sáng là không có thức ăn đó. Muốn ăn. Mình muốn ăn cái gì là mình phải sáng chế ra. Mình phải nghĩ ngợi ra mới có mà ăn. Chứ còn không có là gì nói đó. Cái này mình nói thiệt đó. thành thử ra các bố nào á, mấy cái ông này nè, căn bản thế này nè, chuyện hiện tại bây giờ không bao giờ dám nói tới chuyện hiện tại bây giờ này, không bao giờ dám nói tới, chỉ nói cái chuyện cái chuyện ngày xưa là cái chuyện mà ông muốn bịa ra thế nào ông bịa, tại vì đâu có ai kiểm chứng được đâu. Ông nói tức là mình sống ở trong một cái đám mây của tưởng tượng, mình cứ tưởng tượng không mà. Chứ còn cái chuyện mà nói dễ nhất mà căn bản nhất là cái chuyện mà ai cũng có thể hiểu được đó, là cái chuyện bây giờ. Cái chuyện bây giờ là cái chuyện là cuộc sống của các ông bây giờ ở đây nè, chứ không phải là cái chuyện ngày xưa. Chuyện ông ở Việt Nam rồi ông làm cái gì, cái chuyện đó là một cái điều mà mình thấy là rất đáng tiếc. Em nói anh Phượng nghe nè, cái bây giờ ông khổ quá, ông bị mấy thằng nhóc con Mỹ trắng với mấy thằng nữa kia nó sai đi làm việc đủ, quét rác quét rơi, và bây giờ về rồi quá lại hận ra, bởi vì nó tao ngày xưa tao thế này tao thế đúng kia rồi. Để mà bảo chữa cho những cái hiện tại đau đớn anh ạ. Mà mình có một cái điều mà mình kinh khủng nhất là mỗi lần ông nhắc lại cái chuyện ngày xưa mà có vẻ nó rất là sung sướng lắm cha, mà tôi không hiểu tại sao ngày xưa đâu có mẹ gì đâu sung sướng cha. Mẹ đánh nhau mà đi đánh nhau mà sung sướng cái gì? Cái gì ông nghèo khổ nhé. Cái chuyện đánh nhau á, cái trong chiến tranh đấy nó bất cứ một cái chỗ mẹ nào vậy, ở trong chiến tranh khi mà quốc gia đó, cái phần đất đó mà trong chiến tranh á, thì nó chỉ cho mang có hai điều nữa. Một là cái sự đau đớn, và hai là cái sự đói kém. Đặc biệt là Việt Nam mình ở trong mình là một quốc gia về nô lệ rất là lâu rồi,
Thành thử ra bây giờ cái nhắc cái chuyện ngày xưa đó thì tôi chỉ thấy có hai điều thôi. Cái này mình nói thật, ngày xưa trong cái quá khứ của tôi ở Việt Nam trước từ trước năm 75 rồi, tôi chỉ thấy có chiến tranh, chỉ có đau thương và đói kém thôi, không đúng có rồi. Cái gì cả, không có cái gì khác. Bây giờ tôi là một, đây là tôi sinh năm 1952 mà tôi ở trong Nam, tôi ở ngay Sài Gòn đó. Thì tôi cũng giống như anh thôi. Đã, ông Cầm cũng vậy thôi. Cuộc đời của chúng tôi lớn lên là chỉ có đau, nhìn thấy đau thương, nhìn thấy đau thương là tại sao? Nhìn thấy đau thương trong nhà mình. Đoạn là và mình nhìn thấy đau thương ở chung quanh hàng xóm láng giềng mình, bạn bè mình. Chết, giết chóc. Còn đói kém, không có một cái chuyện đó là đói kém, cái chuyện đói kém là cái chuyện thường xuyên. Cái chuyện thiếu thốn là cái chuyện thường xuyên. Bởi vì ngày xưa nó có một câu như vậy là Phượng nhớ không? Chúng ta có xanh nhầm thế kỷ. Cái câu là câu nằm đồng của tình của những cái giới thanh niên ngày xưa, cái thời phong trào hippie, thời năm 1960 mấy 70 đó. Nó có một câu của tụi sinh viên nó hay ra nè. Đúng rồi. Đó, xin nhầm thế kỷ. Thế kỷ. Bởi vì đó, đó là câu đó. Ảm đạm thê lương chết chóc, nói chung tan tóc.